Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, trong video tiếp theo này thì chúng tôi giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc ba bộ hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ. Đây là mẫu hoành phi lồng cuốn thư. Trong các clip trước thì chúng tôi cũng giới thiệu rồi. Nhưng gần đây thì chúng tôi cũng được biết là nhu cầu khách hàng mua sắm mẫu hoành phi câu đối lồng cuốn thư này thì càng ngày càng cao. Và cũng như là các khách buôn ở tỉnh lẻ cũng điện về cho chúng tôi nhập với số lượng lớn. Chúng tôi đang cho sản xuất hàng theo một dây chuyền. Trung bình một tháng thì chúng tôi sản xuất từ 50 đến 70 bộ hoành phi mẫu lồng cuốn thư như này để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao. Về thông số kích thước của mẫu hoành phi này thì chúng tôi đang sản xuất với hai kích thước cơ bản là dài 1m97 và dài 2m17. Còn chiều rộng là chúng tôi làm rộng 67. Trong lòng ván là chúng tôi làm dày 3 phân. Xung quanh chúng tôi chạy chữ công và ở giữa là một chiếc cuốn thư có chạm ba chữ Đức Lưu Quang và có phụ đề tiếng Việt. Nét chữ nho thì rất là bay bổng. Trong clip trước gần đây chúng tôi đã bàn giao cho anh Đồng, anh ở Gia Lâm, Hà Nội, một bộ chữ dát bằng vàng 4 số 9. Và như các bạn đã biết thì vàng 4 số 9 hiện nay đang dao động giá rất là cao, từ 60 đến 61 triệu đồng một lượng. Thì quý khách nào mà có yêu cầu dát vàng ta thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại để đặt hàng trước, tránh cái tình trạng chênh lệch khi giá vàng lên. Và quý vị muốn sở hữu bức hoành phi như này mà kích thước dài hơn thì quý vị có thể liên hệ đặt trước. Vì kích thước phổ thông của bức hoành phi này là 1m97 và 2m17 thì chúng tôi đang sản xuất rất là nhiều. Quý vị có thể lấy theo số lượng. Nhưng nếu dài hơn thì quý vị phải đặt trước để chúng tôi có lịch, chúng tôi sẽ lắp riêng. Phần khung thì chúng tôi chạm gấm hoa chanh, phía dưới hoa hồng và bên trên thì chúng tôi chạm cuốn thư. Và trong lòng ván thì chúng tôi chạy chữ công. Và xung quanh bốn góc thì chúng tôi chạm lá tây. Đây đang được đánh giá là mẫu ưa chuộng nhất hiện nay. Quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại trên màn hình 0986 88 3349 hoặc 0985 226 84. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.